Xin chào tất cả anh em. Chào mừng anh em đến kênh 24 giờ của em ạ. Hôm nay em xin phép được giới thiệu cho anh em về một chiếc xe Hyundai i10 bản hatchback một đầu đấy ạ, bản số tự động, sản xuất 2020. Vậy thì phiên bản này em đang bán bây giờ như nào? Và các tính năng option ra sao thì em xin phép được giới thiệu cho anh em. Thứ nhất là về phần giá xe còn i10 bản hatchback này thì số tự động này giá nên biết nó đang là 403 triệu, đó cũng là giá áp thuế luôn nhá. Đấy, còn giá bán của đại lý của chúng em, chiếc xe này em đang bán với giá là 381 triệu. Đấy, còn nếu mà anh em nào mà muốn được giá tốt hơn hay chương trình khuyến mại cụ thể nào thì cứ gọi điện cho em qua ở góc trái bên dưới màn hình thì để được giá tốt nhất và em sẽ tính cho anh em tổng chi phí lăn bánh luôn. Đấy, còn nếu mà anh em nào có ngại thì anh em cứ nhắn tin cho em qua Zalo, qua số điện thoại của em đấy ạ. Đấy. Ok, giờ tiếp theo về các tính năng option thì em sẽ giới thiệu cho anh em nó có khác gì so với cả phiên bản 2019 những cái gì nhá. Thì em giới thiệu cho anh em chi tiết. Giới thiệu anh em về mặt lưới cao năng của chiếc xe Hyundai i10 thì nó vẫn sử dụng ngôn ngữ của chiếc xe Hyundai, đó chính là hình lục giác dạng thác nước nhá. Đấy, dạng thác nước. Chất liệu xung quanh đều là nhựa cả đây. Đây, dạng thác nước. Tại sao nó dạng thác nước này? Nhìn này nó lại dạng thác nước này. Đó. Được logo Hyundai được đặt ở chính giữa và kéo từ phần chân đèn cho đến phần đầu logo và cả hai bên là một thanh nẹp chrome giúp cho phần đầu xe cảm giác nó sang trọng hơn, và cảm giác nó rộng, phần đầu xe cảm giác xe nó rộng rãi hơn. Đấy. Giới thiệu các anh em về cụm đèn của chiếc xe Hyundai i10 này thì đèn toàn bộ nó đều là đèn halogen phản xạ đa hướng hết. Đấy. Với cái phân khúc như là chiếc xe Hyundai, một chiếc xe Hyundai nói chung và một chiếc phân khúc hạng A nói riêng thì đều tất cả hầu hết là sử dụng đèn halogen cả. Đấy. Đèn cốt nó đèn pha hoàn toàn bộ đèn halogen hết nhá, phản xạ đa hướng hết. Đấy. Còn giới thiệu cả anh em về đèn gầm của xe Hyundai i10 thì có những gì. Thứ nhất là đây là đèn gầm của xe i10, nó vẫn là đèn cũng là đèn halogen phản xạ đa hướng hình tròn đấy ạ. Còn phía dưới đằng này cái thanh dài như này nó không phải quá dài đâu, nó là đèn led ban ngày nhá, đèn ban ngày luôn đấy ạ, đèn trang trí nhìn rất là sang trọng luôn. Trong phần đen nhựa đen này nó là cái gì, đó là cái hốc gió giúp cho nó để được cản gió, giảm được các cái cản gió đi. Ở trong đây là toàn cái hốc hết nhá, thông hết đấy ạ, đó là hốc cản gió. Ok, phần em giới thiệu cả anh em về phần sườn xe, một chiếc xe Hyundai i10 thì nó vẫn được dập lỏ rất là cứng cáp đấy. Và phần sườn xe thì nó được tích hợp thêm đó chính là các thanh nhựa đen đấy ạ. Thì cả giúp cho chiếc xe nó sẽ là cảm giác nó sẽ trường xe hơn, dài xe hơn. Đấy, và cũng không kém phần sang trọng ạ. Đây, giới thiệu cả anh em về vành bánh xe. Bánh xe một chiếc xe Hyundai i10 số tự động bản hatchback thì vành nó là vành đúc hợp kim nhôm nhé. Vành đúc hợp kim nhôm dạng màu xám. Màu xám ấy ạ, xám, và chỗ phần giữa này nó là màu bạc. Đó. Nhìn rất là sang trọng luôn. Vành thì vành 14 inch nhé. Vành đúc 14 inch. Đấy. Phanh trước là phanh đĩa, phanh sau là phanh đĩa. Đó, phanh trước là phanh đĩa nhá, phanh sau là phanh đĩa. Cái xe chiếc xe này thì có tính năng an toàn, nó có những cân bằng, có hệ thống cân bằng điện tử xe EBD này, hệ thống phanh ABS này và có hệ thống ESC là hỗ trợ cân bằng điện tử xe. Đấy, nó hơn hẳn so với các phiên bản sedan, nó thêm được cái tính năng như vậy. Hệ thống treo của xe i10 này là treo trước là treo treo MacPherson, còn treo sau thì là treo thanh xoắn nhé. Treo thanh xoắn thì nó cũng tạo cho chiếc xe rất là khỏe khi chở người và cũng tạo không khác kém gì êm ái á. Giới thiệu anh em về phần gương chiếu hậu. Gương chiếu hậu là cùng màu thân xe, tích hợp trên đấy tính là xi nhan trên gương. Xi nhan trên gương đấy nhá, bằng dạng đèn led luôn. Đó, xi nhan trên gương. Xe này thì có thể là chỉnh điện này, gập điện này. Chỉnh điện gập điện nhá. Đấy. Chỉnh điện gập điện. Ngoài ra thì xe này có thêm chế độ nữa là chế độ tự động gập gương khi mà tắt máy. Hơn hẳn một chiếc xe Hyundai Accent phân khúc hạng B thì nó đã có tự động gập gương. Đây, giới thiệu anh em về tay nắm cửa. Em sẽ bóc cái này ra.
tay lăm cửa một chiếc Xa Y10 này, tay lăm cửa mạ chrome. Anh em thấy có sự sang trọng không ạ? Em đánh giá rất là sang trọng luôn nhé. Tay lăm cửa mạ chrome và đây có nút bấm đây, chìa khóa thông minh sẽ có thêm một nút bấm đây ạ. Đây tay lăm cửa mạ chrome thì trên bốn cánh cửa luôn ạ. Đó. À, giới thiệu anh em về phần trần xe thì có cái gì nữa không ạ? Trần xe của chiếc xe Hyundai i10 này thì có anten là anten dạng cột nhé. Anten dạng cột thôi. Hy vọng sang phiên bản mới của 2020 chuẩn bị ra mắt trong khoảng vài ba tháng nữa thì nó sẽ có anten mây cá. Còn giới thiệu anh em đây là đèn báo phanh. Thì đèn phanh thì đã được đặt ở trên cao giúp cho người quan sát của xe cùng làn với mình. Thì khi mình phanh thì nó sẽ quan sát nó sẽ dễ hơn. Đấy. Dạng dạng đèn LED luôn nhé. Đấy. Giới thiệu các anh em về phần đuôi xe của chiếc xe Hyundai i10 thì Hyundai i10 thì là bản hatchback này thì là có hệ thống đèn đèn nhìn cũng khá là sang trọng luôn đấy ạ. Đấy. Nó chạy từ phần sườn xe cho đến phần đuôi xe. Đèn của nó thì là đèn halogen nhé, toàn bộ là đèn halogen đấy ạ. Xe này 1.2 đã được để nổi lên mạ chrome này nhìn rất là sang trọng đấy. Đấy ạ. Giới thiệu anh em về phần cản sau thì bao gồm có các tính năng an toàn, ví như nó có đã có cảm biến lùi 4 mắt, cảm biến lùi 4 mắt rồi nhé. Đấy, cảm biến lùi 4 mắt này, phần nhựa đen tạo ra điểm nhấn chiếc xe nhìn rất là rất sang trọng luôn. Đây là cái tấm, cái này là đèn gầm phía sau, đèn gầm phía sau nhưng mà thực tế nó không phải là đèn đâu nhé. Nó em thấy cái này hình như nó là tấm phản quang thôi ạ. Đó. À, phía sau này thì đã có thêm là cần gạt mưa phía sau đấy ạ. Đây, giới thiệu anh em về mức teo nhiên liệu một chiếc xe i10 số tự động bản hatchback thì mức teo nhiên liệu như nào. Ở trong đô thị nó đang là 7 lít 44, ở ngoài đô thị đang là 5 lít 16 và kết hợp đó là 5 lít 99. Với một chiếc xe số tự động 1.2 mà mức teo nhiên liệu như này thì theo em đánh giá là ok, là được, khá tiết kiệm nhiên liệu đấy ạ. Đây em sẽ giới thiệu với anh em về cốp sau, em sẽ mở cốp ra nhé. Đây em đã bật cốp sau của chiếc xe i10 bản hatchback, anh em thấy thế nào? Có thấy rộng không ạ? Em đối với đánh giá cho em một chiếc xe hatchback xe một đầu như này mà cốp nó như này, em đánh giá như vậy là đã là rất là rộng rồi đấy ạ. Đó. Đấy, anh em ngoài sau đằng sau thì tích hợp thêm một cái đèn nữa nhá. Nhìn rất là sáng luôn đấy ạ. Đây, em sẽ thử xem anh em có lốp xô cua chiếc xe này như nào. Đây, lốp xô cua thì khá buồn của chiếc xe này đó chính là lốp xô cua vành sắt nhé. Vành sắt thôi. Đó. Nó chỉ là một chiếc xe vành sắt và ngoài trên đấy thì có là bộ bộ kích lốp này và bộ đồ tháo lốp này. Đó. Ok, giờ em sẽ đi vào trong nội thất để giới thiệu cho anh em. Đây là giới thiệu anh em về nội thất một chiếc xe Hyundai i10 bản hatchback số tự động đây. Nội thất ra là nội thất màu màu đỏ là tương đối là nhiều chủ đạo vào bên trong và tạo điểm nhấn và kết hợp với màu đen tạo ra sự sang trọng của một chiếc xe. Đó. Là giới thiệu anh em về phần ghế ghế của chiếc xe i10 này nó là ghế gì ạ? Nó là ghế da nhé, ghế da ở viền xung quanh này đấy ạ. Ở viền giữa ở vòng này nó sẽ là ghế lỉ thôi, phần lỉ thôi. Theo em thì để nó ghế da hết được thì hoàn toàn luôn thì rất là tuyệt vời. Nhưng nhà máy họ đã không biết là sự thiết kế của họ hay là họ đã cắt bớt đi giảm cái chi phí. À, xe nào giới thiệu anh em về chỉnh xe này sẽ là chỉnh cơ 6 hướng nhé, lên xuống. Đây là chỉnh độ cao độ ghế đây và đây là lưng ghế này, lưng ghế này, chỉnh hạ lưng ghế gặp lưng ghế này. Đây, giới thiệu cả anh em về vô lăng của một chiếc xe Hyundai i10 số tự động thì nó có gì đặc biệt hay không. Thứ nhất là cái đầu tiên em cảm giác đầu tiên đó chính là phần chất liệu của da, chất liệu bọc nó là chất liệu da xịn luôn nhé, sờ rất là mềm đấy ạ, sờ rất là mềm nhé. Và vô lăng sẽ là vô lăng ba chấu, vô lăng ba chấu tích hợp trên đấy là điều chỉnh âm lượng này. Đấy, điều chỉnh âm lượng này và các điều chỉnh về trên màn hình hiển thị đa thông tin đây. Đấy. Đó. Xe này thì sẽ là có hai túi khí để ở đây và túi khí bên ghế phụ đấy ạ. Ok, giới thiệu cả anh em về bên cánh cửa. Cánh cửa một chiếc xe Hyundai i10 này, thứ nhất đây là có cái gì? Cụp gương này.
điều chỉnh mặt gương này như này, đang trái phải này và bốn hướng đấy ạ, bốn hướng đấy nhá. Đấy, có đây là khóa kính này, còn có đây là bên cái này sẽ có điều chỉnh cả bốn cánh cửa cửa kính. Còn xe này là sẽ là tự động xuống nhé, xuống kính tự động đó. Còn phần bên sườn thì nó cũng là có các màu đen và màu đỏ, nhìn ra đúng sự thiết kế của một chiếc xe Hyundai i10, nhìn khá sang trọng. Và có cái khúc để nước thì khá là nhiều nhé, chiếc xe này cũng để khá là nhiều các khúc để nước và để đồ khác nhau. Đây, giờ em sẽ đi vào trong nội thất để giới thiệu cho anh em. Đây, giới thiệu với anh em về nội thất về bên trong. Là chìa khóa sẽ là chìa khóa thông minh một chạm nhá. Em sẽ bật on lên cho anh em xem. Đó, đây là màn hình hiển thị đa thông tin một chiếc xe mà phân khúc hạng A thì anh em đánh giá thế nào ạ? Em đánh giá rất là cao về một chiếc xe như này. Đấy, với cái sự thiết kế của ngôn ngữ của chung của các dòng xe Hyundai, nó đặt lên một chiếc xe i10 rồi. Từ cái tổng thể về cái màn hình hiển thị đa thông tin, thứ nhất về đây là vòng tua động cơ này, công tơ mét này. Và bên này nó chính là nhiệt độ nước của nó mát này, bên này là mức xăng này. Và rất nhiều đèn cảnh báo và đèn và những điều thông tin khác nhau. Và cái màn hình hiển thị đa thông tin, màn hình hiển thị tất cả các cái thông tin để chi tiết mình ở trong đây thì nó đã khá là nhỏ nhưng mà rất dễ quan sát luôn nhá. Đó. Đấy. Đây, em giới thiệu anh em tiếp theo là xem đây là cái cần điều chỉnh ánh sáng thì không có gì nổi bật cả. Nó các chế độ đơn giản thôi. Xe này thì nó không có các chế độ như là tự động auto nhé, auto tự động bật và tắt khi vào trời tối hay hầm tối. Thì bản phiên phân khúc với trị giá với hơn 300 triệu này thì không có, đấy là chuyện bình thường ạ. Ví như là cần gạt mưa tự động thì chiếc xe này thì cũng không có, nó chỉ các chế độ cơ bản thôi. Rồi, em giới thiệu anh em về tiếp theo về mà hệ thống âm thanh giải trí ạ. Giới thiệu anh em về đây là màn hình của chiếc xe Hyundai i10, nó là màn hình 6.5 inch. Có những cái chức năng như nào, có nó kết nối này, AUX này, USB này, Bluetooth này, và có tích hợp trên đấy nó chính là Apple AirPlay và định vị. Đây anh vị này. Chiếc xe Hyundai i10 đã được mua được bản quyền về định vị ở Việt Nam. Và đây, nó ngoài ra bên màn cảm hứng thì anh em có thể có các phím cơ. Có các phím cơ, chuyển sang phím cơ như đây, điều chỉnh âm lượng này, tập tắt này, radio này, điều chỉnh về bản đồ đây, phone này, và các cái cài đặt khác nhau. Đấy. Cái này thì có cả đàm thoại rảnh tay nhá. Đây, nút mic này, chữ khá là nhỏ mic này. Đây là để thu âm này. Đấy, đàm thoại rảnh tay. Xe này sẽ có hệ thống âm thanh là có thanh 6 loa nhé. Âm thanh 6 loa. Giới thiệu cả anh em về phía dưới, nó chính là hệ thống điều hòa. Điều hòa của chiếc xe Hyundai i10 số tự động là điều hòa cơ chỉnh tay cho tất cả các phiên bản của xe i10, từ bản sedan đến bản hatchback và đến bản từ số tự động đến bản số sàn, bản thiếu đều là điều hòa cơ chỉnh tay hết. Đó. Nhưng mà phần sự thiết kế của chiếc xe bản cơ là nhìn rất là sang trọng. Viền xung quanh có này nó là viền mạ chrome. Đó. Với cái tổng thể của nó xung quanh nó là màu đỏ, nhìn rất là sang trọng và rất dễ quan sát. Đây, ngoài ra cái phím cơ như vì em giới thiệu cho anh em, đây là lấy gió trong này, bật như này đang lấy gió ngoài này. Còn đây là điều chỉnh hướng gió này. Và đây là tốc độ gió nhá. Đấy, tắt đi, em tắt đi này. Đấy, tốc độ gió chưa? Còn đây là nhiệt độ, nước nằm nhiệt độ về điều hòa. Nóng lạnh. Đây, bật tắt AC là bật tắt điều hòa đấy ạ. Đây là xấy kính sau nhé, hình vuông như này là xấy kính sau này. Đây, em giới thiệu với cả anh em về phía dưới này thì có cái gì không ạ? Trời hơi tối tí, em sẽ quay cho anh em không được nét được cho lắm. Đây, đây là dưới này sẽ có cái tổ thuốc lá này. Hyundai vẫn sử dụng khá là cổ về sử dụng cái tẩu thuốc lá. Em nghĩ bây giờ mình có thể bỏ đi được rồi, vì rất ít người ra sử dụng thuốc lá ở trên xe. Ở phía dưới này thì mình có thể để sạc điện thoại. Em thấy là được đấy ạ. Cái này phải không phải có để sạc điện thoại nhé, để điện thoại đấy ạ.
để điện thoại thôi. Ở dưới này thì rất nhiều xe đã được sạc điện thoại thông minh ở trên thông minh IQ ở trên này, nhưng mà phân khúc hạng A chắc không không có được ạ, bởi vì số tiền nó chưa đến 400 triệu ạ. Đây giới thiệu anh em về phần hộp số. Hộp số của chiếc xe Hyundai i10 số tự động là hộp số tự động 4 cấp. Số tự động 4 cấp nhé. Kể nó mà 6 cấp thì rất là tuyệt vời, nhưng thôi 4 cấp nó cũng đã là ok rồi ạ. Hộp số là cần số thẳng. Nếu mà di chuyển được anh em phải đập chân phanh giúp em nhé, và bóp phanh như này ạ, bóp đây ạ. Nó có cần phải bóp này. Đấy, di chuyển thì di chuyển được. Nếu mà nếu em như này sẽ đương nhiên sẽ không thể di chuyển được nhé. Đó. Với ánh sáng là màu xanh dương như này, khi mà trời tối hay là gì mình rất là dễ quan sát cần số mình đang ở vị trí như nào. Và viền xung quanh nó màu đỏ, nó một màu đỏ của Hyundai i10. Rất là sang và đẹp. Đó. À, giới thiệu cả anh em về tiếp theo đây ạ. Cái gương chiếu hậu. Gương chiếu hậu bên trong thì cũng không có gì là đặc biệt cả nhé. Đấy. Giới thiệu anh em về cái đèn trần. Đèn trần của i10 thì cũng rất là cơ bản thôi, nó không có gì đặc biệt cả. Nó có 3 chế độ. Chế độ luôn luôn tắt thì em đang để đây ạ. Còn chế độ mở cửa thì sáng thì em để ở giữa đây. Như này, em để ở giữa như này là mở cửa từ sáng. Thì em thử mở cửa ra nhé, cho anh em xem nhé. Đó, em đã mở cửa ra. Đó, em sẽ đóng vào tự động tắt đi ạ. Hoặc là chế độ luôn luôn sáng. Đấy. Đây ở phần phía đầu tiên thì nó có như sau, ví dụ như là tay nắm cửa ở trên hàng ghế phụ và tất cả các hàng ghế trừ hàng ghế lái thì không có tay nắm cửa như này, tay nắm cửa phía trên như này. Ok chưa? Ok, rồi em sẽ đi sang về hàng ghế thứ hai của chiếc xe Hyundai i10. À quên mất, em giới thiệu anh em về phần phía dưới như này luôn, xem có những gì nữa nào sau cần số. Đây giới thiệu anh em về đây là có cái gì nữa. Đây là có hộp để tàn thuốc lá này. Cần số đấy ạ. Cần số cơ thôi nhá. Cần số cơ đấy ạ. Đấy, cần số cơ đấy ạ. Ok, giờ em sẽ hàng ghế thứ hai để giới thiệu cho anh em về tổng thể của chiếc xe này như nào. Đây giới thiệu anh em về hàng ghế thứ hai của chiếc xe Hyundai i10. Thì ghế sẽ là ghế cái lỉ ở giữa và da xung quanh như giống như là hàng ghế đầu tiên. Đây, tôi chắc là cái này hơi chặt rồi. Là đây ạ. Đấy, da xung quanh nhé. Da sờ rất là mềm. Rất mềm luôn đấy ạ. Và lỉ là ở giữa. Xe này thì có thể hàng ghế này thì gập được 60 40. Em sẽ gập cho anh em thử xem luôn. Đây. Đó, em đã gập cho anh em xem. Hàng ghế nếu mà anh em nào có thể chứa đồ cho cái để chứa đồ hàng dài cho hàng ghế phía cho cái cốp sau thì mình gập hàng ghế này, hàng ghế thứ hai này xuống thì chở đồ rất là nhiều đồ luôn nhé. Đó, giờ em sẽ dựng lên đi vào bên trong xem nó có cái gì không ạ. Này. Đây em giới thiệu với anh em về hàng ghế đầu tiên của chiếc xe Hyundai i10 thì nó cũng rất là sang trọng. Đúng không ạ? Về cái tổng quan đấy ạ. Cái tổng quan của chiếc xe Hyundai đây em phải bật đèn sáng lên. À, xem nó sáng hơn không nào. Đấy, nó đã sáng hơn một chút rồi đấy ạ. Ai giới thiệu anh em về hàng ghế đầu tiên của chiếc xe Hyundai 10 số tự động. Anh em thấy nào ạ? Với số tiền chỉ với 381 triệu mà có thể là anh em đến cho em sẽ xin với cái giá sẽ được có thể linh động hơn, tốt hơn. Tùy với số tiền này bỏ ra thì với một chiếc xe với thiết kế sự hài hòa và sự tổng thể một chiếc xe nhìn rất là sang trọng như này thì khó thể có thể là ai có thể làm được trách một chiếc xe như này, số tiền mình bỏ ra như này mà lại không mang lại sự hài lòng cho anh em. Đó. Đấy, em quay tổng thể luôn nhá. Ấy, còn quay lại cái hàng ghế thứ hai, em cao 1m80 nhưng mà em để chân thì rất thoải mái luôn. Rất thoải mái luôn, trời hơi tối. Đây, em để đo đo khoảng cách không ngón tay nhá. Đó anh em thấy thế nào? Một lửa găng tay của em đấy ạ. Ít nhất chỗ này phải 10 phân. Đấy. Mà em cao 1m80, còn bác nào cao 1m70, 65 thì đấy thì ngồi quá rộng luôn đấy ạ. Đấy, quay lại cho anh em hàng ghế đầu tiên. Em mê nhất hàng ghế đầu tiên của chiếc xe Hyundai i10 như này. Một số tiền mình bỏ ra như vậy mà sở hữu một chiếc xe rất tuyệt vời luôn về từ nội thất,
cái tổng thể của một chiếc xe. Ok, giờ thì em sẽ đi sang phần động cơ để giới thiệu cho anh em và giới thiệu luôn cho anh em về tổng thể chiếc xe và những tính năng của chiếc xe nó như nào. Giới thiệu với anh em về động cơ của chiếc xe Hyundai i10 số tự động. À, xe thứ nhất là nó vẫn sử dụng ngôn ngôn ngữ chung của chiếc xe i10 và Hyundai và Hàn Quốc, đó chính là động cơ tương đối lâu đời nhưng mà tạo ra thương hiệu, đó chính là động cơ Kappa 1.2 ạ. Đấy, dung tích xi lanh nó chính là 1248, gần như là 1.25 đấy ạ. Nó là 1248 ạ. Công suất cực đại con này nó đang là 48 Nm trên cho 6.000 vòng trên phút, và moment xoắn cực đại đang là 119 Nm trên cho 4.000 vòng trên phút, và dung tích bình nhiên liệu thì xe này đang là 43 lít nhé. Đây, em sẽ vào chi tiết cụ thể này. Đây là màu xanh này, đó chính là nước rửa kính này. Cổ hút ở động cơ thì đã được đặt ở phên trí cao. Đây, về phần động cơ đây, xe 1.2 thì động cơ nó đã nhỏ như vậy thôi ạ. Đấy, còn đây là ắc quy này, ắc quy khô của Pinaco nhá. Còn phần đây là dầu phanh này, đây là cầu chì này, đó. Ok, giờ em sẽ đi sang tổng thể và giới thiệu cho anh em các tính năng an toàn một chiếc xe như này. Có những tính năng an toàn như nào, em lại giới thiệu lại cho anh em. Đây anh em ơi, đây là em sẽ quay về tổng thể một chiếc xe Hyundai i10 số tự động bản hatchback. Vậy kích thước tổng thể con này đang là dài là 3m765, rộng là 1m660 và cao là 1m505 ạ. Đấy. Chiều dài cơ sở nó đang là 2m425, khá là dài. Và khoảng sáng gầm xe con này đang là 15,2 cm đấy ạ. 15,2 cm nhé. Đấy. Chiếc xe này thì nó đang là sử dụng hộp số là số tự động 4 cấp thì em đã giới thiệu anh em rồi. Và các tính năng an toàn như sau là gồm có túi khí, sẽ là hai túi khí rồi. Hệ thống phanh ABS. Đó, bài này có ABS nhá. Hệ thống cân điện tử xe EBD và có hệ thống cân cân bằng phân bố lực phanh điện tử EBD nhé, và hệ thống cân bằng điện tử xe ESC. Đó. Chiếc xe này thì gồm có những các cái màu như sau, gồm có các màu đỏ như anh em xem đây, màu trắng, màu bạc, màu vàng cát, màu xanh và màu cam. Thì có lẽ là màu màu đỏ và màu trắng là chúng em bán là chủ đạo nhất về một chiếc xe dòng size i10. Còn số cái màu khác thì nó sẽ chiếm thị phần ít hơn, để chủ yếu màu khác thì để cho anh em lựa chọn hợp tuổi của mình. Đấy. Thì anh em nào cứ muốn được giá tốt nhất thì anh em cứ gọi điện cho em qua số điện thoại ở góc dưới bên trái màn hình để được giá tốt nhất nhé. Còn cảm ơn anh em đã xem video này của em. Anh em có thấy hay thì anh em hãy đăng ký và bấm chuông để đợi những video khác của em. Em sẽ cập nhật chi tiết cho anh em về giá cả và tính năng option của tất cả các phiên bản của dòng xe Hyundai. Cảm ơn anh em đã theo dõi kênh của em.